nước là nửa hun lên nhá. Đấy, mọi người có nhìn thấy không? Nhìn thấy hẳn dòng nước đang chảy nhá. Xin chào mọi người nhá. Đợt vừa rồi mình có làm hệ thống bơm này bằng cái thùng phi, thì có rất nhiều ý kiến này. Có người thì bảo là làm cái đầu chống luồn hơi ngược lại này. Bây giờ mình đã làm cái đầu ngóc lên nhà rồi này. Và tiếp theo này, mình đã làm ống thở rất là cao nhá. Mình đã để cái khóa bên trên này để nát nữa. Là có rất là nhiều cái bình luận bảo là ống hơi này là phải mở ra, thì mình đã để cái khóa trên đấy rồi. Nát nữa mình sẽ thử không mở và sẽ có mở xem nó sẽ khác nhau như thế nào. Mà đến nè, hôm nay mình đã dùng một cái bình đựng nước này, bình trong nhé, để chúng ta có thể nhìn được thấy là bên trong này là nước nó có lên hay không này, hay là khí nó ngược lại hay như thế nào nhá. Đây, đường nước hút vào thì mình dùng bằng ống dio là cũng khá to, gần bằng ngón tay nhá, cũng là ống trong, cho xuống cái bể chứa nước này. Bể chứa nước này là mình đã pha màu rồi nhá, cho nó khác màu đi để nát nữa nước nó có đi lên cái đường này, chúng ta có thể nhìn thấy nước nó đi đến đâu nhá. Và hiện tại thì là đây, mọi người nhìn là cái đường ống đường đường ra đây, đường ra này nó đang cao hơn mực nước, cao hơn mực nước kia một chút thôi nhá, mình cho rất là thấp thôi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra xem là nó sẽ hoạt động như thế nào. Mình sẽ mở ra này, đầu tiên mở nhỏ này, nước bắt đầu chảy này. Mình sẽ đi về đây cho mọi người nhìn này. Đây, nước nó lên được đến đây này, lên đến đây là dừng này. Đấy, không hút được lên nữa nhá, nước hút lên này, đấy là dừng rồi nhá. Đây, nước đầu này thì vẫn chảy như thế này, chảy giọt giọt thôi. Mình sẽ mở to hết cỡ ra xem nào. Mở to ra hết cỡ cũng không chảy nhá. Mình sẽ bỏ cái đầu này đi này, bỏ cái đầu chống ngược hơi đi này, bỏ cái đầu đi, bỏ này, ống đi thẳng ra xem nào. Nước cũng vẫn vậy, nước lên được đến đây cũng không lên được, chảy được vào đến trong bình. Nước cũng chỉ lên được đến đây thôi, cũng không thể chảy được vào trong này. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái khóa này ra nhá. Mở khóa, gọi mở ống thông hơi này ra xem nào. Đấy, mình đã mở ống thông hơi ra nhá. Ống thông hơi cũng đã mở rồi. Bắt đầu có hiện tượng này, khí bắt đầu ngược vào trong bình này. Đấy, khí ngược trong bình này và đường nước này. Khí bắt đầu ngược vào trong bình rồi nhá. Đấy, và đường nước vào thì nó cứ thụt lên thụt xuống như này. Đấy, mình sẽ gắn cái đường này lại. Mình sẽ lại gắn cái đường này vào nhá. Mình sẽ lại gắn cái đường này, ống thở vào đây, ống chống ngược hơi lên bình nhá, gắn vào. Khóa đầu này vậy. Gắn đầu chống ngược hơi lên thì là hơi không còn quay lại bình này, và nước cũng không lên được này, dừng lại, tất cả đều dừng hoạt động hết nhá. Này, hệ thống này
dừng, đầu ra ông chảy, dừng chảy luôn, không có hiện tượng gì luôn nhá. Bây giờ mình sẽ hạ thấp cái đầu ra này, thấp hơn mực nước ở trong bể này nhá, và xem nó hoạt động như thế nào. Mình đã hạ cái đường đầu ra này thấp hơn cái mực nước ở trong bể rồi nhá. Ống này đã mồi đầy nước rồi này. Bây giờ bắt đầu sẽ mở nhá. Mở thử này. Mở thử này. Vào đầu này này. Đây, mọi người có nhìn thấy dòng nước chảy đây không? Này. Đấy. Dòng nước nó chảy đây nhá. Đấy. Như vậy là cái hệ thống này nó chỉ hoạt động khi nước đầu ra thấp hơn nước đầu vào. Này. Đầu này vẫn chảy. Đầu ra vẫn chảy nhá. Đầu vào này. Đầu vào nước vẫn được hút lên này. Đây, mình sẽ nhấc cái đầu ống này lên. Nhấc đầu ống này lên cho mọi người xem này. Đấy. Và mình sẽ đặt xuống. Mọi người nhìn này, đấy, nước lên này. Đấy. Lên. Lên và chảy vào này. Đấy. Nhìn thấy hẳn dòng nước chảy này nhá. Dòng nước chảy luôn này. Nhìn thấy luôn nhá. Đấy. Như vậy là khi mà đầu ra hệ thống này này, khi mà đầu ra cao hơn mực nước đầu vào thì hệ thống sẽ không hoạt động được. Và khi mà thấp hơn đầu vào thì nước đã được hút lên và hệ thống hoạt động được. Đấy. Như vậy là định luật bảo toàn năng lượng luôn luôn đúng. Những cái video mà làm hệ thống bơm như thế này mà bảo là có thể hút được lên, hoặc là những người mà tin rằng nó vẫn hút được lên nước từ dưới thấp hút lên cao mà không sử dụng bất kỳ một nguồn năng lượng nào là một cái lực gì đấy thì là sai hoàn toàn nhá. Đấy. Mọi người mà còn có những ý kiến riêng của mình về cái hệ thống này như thế nào thì có thể bình luận ở bên dưới, mình sẽ làm và chứng minh rằng hệ thống này sẽ không bao giờ hoạt động được khi đầu nước ra cao hơn đầu nước vào. Và đầu nước vào là một cái bể nước tĩnh nhá, không có dòng chảy. Nếu mà có khi mà một nguồn nước có dòng chảy thì có rất nhiều cách để đưa nước từ dưới thấp lên trên cao. Nhưng mà khi một hệ thống nước đang ở một cái phần tĩnh như này thì chúng ta không thể nào mà đưa nước từ thấp lên cao mà không sử dụng một nguồn năng lượng nào đấy. Vì theo định luật bảo toàn năng lượng là năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đây, nước vẫn đang chảy rất đều nhá, mà nước trong bình không bị tụt đi luôn nhá. Đấy. Nước vào này, nước vào vẫn chảy này. Đấy. Mọi người nhìn thì... Rồi, video mình tạm dừng đây nhá. Chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau.